Ủa? Did somebody wake up already and pretend she was asleep? Con đi. Trời ơi, 11 giờ chưa dài. 11 giờ 9 phút dài, bây giờ dậy có được chưa? Coi cái chân này, trời đất ơi, ngủ từ hồi tối giờ không hề mặc tả mà cũng không hề để dập. Ăn cháo, ăn cháo. À mẹ quýnh con hả? Mẹ xin lỗi nha. Sao? À đắp mền vô hả? Đắp mền. Ừ, đắp mền đi. Mền đi. Rồi đắp mền vô. Ừ, đắp mền nằm nướng chút ha. Nằm nướng chút nha. Nướng đó. Ghét lắm, giờ người ta ghét quay phim. Đặc biệt là mới ngủ dậy ghét quay phim. Thôi ơi, bây giờ có dậy đi đái không? Giờ dậy đi đái đi con. Dậy, dậy đi 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 vệ sinh cá nhân chứ, lộn, mình phải dùng từ vệ sinh cá nhân. Ai mẹ dùng từ gì thô thiển dữ. Mẹ đưa con lên mạng xã hội mà mẹ dùng từ thô thiển ghê luôn. Đi làm mình đi vệ sinh cá nhân. Đúng rồi. Sao? Sao ạ? Vậy đầu tóc kìa. Cắp mền vô hả? Làm gì? Sao? À, cắp mền, lấy em. Sao nữa? Lấy gói không? Không, không nằm gói hả? Nằm nữa nằm không đi. Giờ nằm trên giường có chừng nửa tiếng đồng hồ nữa, y giống y chang luôn, không khác gì, không khác một cái nét nào đó. Có khi hả, ngủ dậy tự động ngồi dậy là ôm điện thoại hay là ôm iPad nằm luôn, nằm vô đây nghe im vô kiểm tra coi có dậy chưa mới biết là đang ngồi coi iPad. Nó nghe nè, mày kể chuyện gì ghê cho nghe, quay qua đây mày kể chuyện gì ghê cho nghe. Không nghe hả? Sữa hả? Sữa sao đưa mẹ làm chi? Yeah, it's cold out. It's chilly out today. Thì xuống cho ba xếp gói xếp mền đi. Xuống cho ba xếp gói xếp mền kìa. Change the sheets. Yeah. It's time. Thay điểm đi con. Tới giờ thay ra thay điểm rồi. Mấy ngày rồi. Ba chơi lúc nào cũng là người làm cái này hết cô chú. Hồi lạnh quá mở cửa ra chi trời. It's cool. Well, yeah, I did it on purpose. So JD would wake up. I opened up all the windows and doors. Thank you, ba. She's like, thank you for making it cold in here to wake me up. 11 giờ rồi đó. Ủa. Are you cold? No. Brand new sheets. Rồi đắp cho em luôn hả? À, ba mới thay ra mới này chơi. Mẹ mua. Hả, này hả, mẹ mua. Anh mua. Không, bởi mở ra đi dễ nói chuyện hơn. Rồi con muốn nói gì nữa? Mẹ ơi, cho con ba bà. Ba làm em sao? Ba dục em. Ba dục em hả? Dục vô mặt chay nè. Thank you mẹ ơi. Thank you mẹ ơi. Mẹ dục mẹ với em. I'm trying to make the bed, Katie. I'm
Ủa con ăn chi xả? À bả bả. Con phải làm sao? Phải làm sao? Mẹ mới đi về thì phải làm sao? Phải ôm mẹ. Mẹ bồng. Mẹ bồng. Ừ, sáng giờ con nhớ mẹ không? Hôn mẹ mến. Mẹ chơi đâu? Hả? Mẹ mẹ chơi đâu? Hồi nãy mẹ hứa với con là mẹ đi, mẹ về, về có đồ chơi cho con. Ôi mẹ lại thất hứa rồi. Đâu có đồ chơi đâu. Đâu á? Mẹ bay đóng cửa lại rồi. Ba đóng cửa lại hả? Rồi lẹ lên, lẹ lên đi xuống đi. Mẹ mẹ. Thôi đi, đừng có điệu hạnh quá, bước xuống. Để mẹ làm cái nhiệm vụ này con. Con kia. Đó. Đó, con ghê ghê đó. Dục con ghê đi rồi, thả cho nó bay lên đi. Thả cho nó bay, rồi. Rớt rồi. Đi, đi lại chơi với anh với chị kìa, lẹ lên. Hết chị rồi. Đi. Chơi. Yeah. Dạ có. Dạ có. Đây. Ô dạ, kìa có con cá kìa. Có con cá kìa chơi. Chơi thấy con cá không chơi? Đi con. Nước rồi, hết rồi. Rồi từ từ làm sao? Sao làm gì á? Chạy cho mẹ. Sao vậy ăn ghê ghê hả? Ba nè. Ủa ba nè, ba đi đâu vậy? Hey. Go go. Where you going, baby? Oh. I just thought you guys were out here. Oh kids, huh? Mhm. Kìa chị kìa. Chị kìa. Rồi rớt dép, lại mang dép vô. À trời trời trời, giục dép luôn. Nó giục dép luôn trời. Bỏ củi chạy lấy người luôn đó. Cái đó gọi là đúng là bỏ củi chạy lấy người đó. Wow, bữa nay nhiều chị quá. Nhiều chị nhiều anh quá vậy. Đi chạy vô anh. Hả? Đi chạy vô anh đi xả. Con chạy vô anh con xả hả? Ra đây với mẹ, ra đây với mẹ, ra đây với mẹ. Hả? Ừ, con chạy ra đây với mẹ, đừng ơi. Dạ, thấy mấy đứa này là phái rồi đó, đứa này không có đứa nào rồi mang dép hết đó. Coi chừng té con ơi. Té dưới đây là đau chân lắm á. Chạy anh hả? Trời ơi, trời ơi. Thải gần cho con chơi hết. Tụi này nó cũng thấy con chơi tới cũng chơi đồ này kia nọ chứ không phải là thôi mấy đứa thôi nhỏ này còn nhỏ con nít quan tâm tới nó làm gì. Con chơi tới là tụi nó đứng im hết không đứa nào cũng chơi. JD, can you stand here for a little bit? Con máy bay á, tiếng máy bay kêu á.
mới mới kêu bye bye vậy cả. Ờ, mới ba kêu bye bye. cái banh trúng đầu con chay. Mấy đứa hỏi có sao không, chay có sao không? Phải vô kế chay đi. Chạy chạy vô anh. Chạy anh sao? Chạy. Rồi chạy để cho banh trúng lên đầu con hả? Chạy bị đau. Không bị sao, đau đầu đâu. Anh đi chạy chạy vô anh. Chạy với anh vậy hả? Dạ. Giờ có người chơi đó. Thằng đó ăn chay mà cũng khoái nít kia không? Wow. Nhảy chơi cái này gọi là chơi gì trời? Chơi này là baseball hả? Cái này là bánh bóng chày hả? Cái này phải gọi bóng chày. Nó tới là không có ai. Chứ không phải là nó kêu. Chứ không phải là nó kêu, ê mày có thể giữ con mày để cho tụi tao chơi được không? Không, nó cho tụi chơi chơi luôn. Cái bà chay là làm thật đẹp. Ơ đỏ, đỏ. Ai vô kế? Ai vô kế chị đi. Ai vô kế đó Missy. Vô phố. Con té. Chạy lên mẹ liền. Good girl. JD, sit down on the grass. Kêu chay ngồi xuống cỏ. Chay à, chay nè. Mày biết rồi, nhưng mà con thấy anh chị đang chơi không? Con chạy vậy rồi sao anh chị chơi? Con chạy đi làm mấy cái này. Con ngồi xuống cỏ cho anh chị chơi đi. Mom, why did you do that? What? Who do that? Sao? I do that. You do that? Yeah. Ok. Nên con làm cái đó ra mà ai biết nó làm cái gì. Nó còn kêu. Thằng này. Thằng bé nó kêu chay lại ngồi với nó. Vui không? Ở đây chơi với anh chị. Ờ. Coi chừng chạy là đứt chân á nha chay nha. Mày về mày lấy giày cho chay nha. Không. Hả? Giày bên kia. Ừ đúng rồi, giày để bên kia kìa. Lại lấy giày đi, lại lên. Lại lấy giày đi. Chắc mày đi mày mua giày cho chay nữa quá. Tụi nó không muốn chơi bị đau. Cái bà nó đi, ai mượn nó kia đã kêu rồi, không chịu cho nó đau, cho nó biết đi cho rồi đi. Chứ vừa. Đó, có được không? Thường thường không có chuyện gì xảy ra thì không có biết đau như thế nào đâu. Phải cho nó đau một lần nó mới biết. Không mới tận tới già. Yellow hair, wow. Blue hair. Blue hair. Make it nice. Yeah, make it nice, JD. Okay. She just was in a hurry. Are you tired? No, she's just in a hurry. I'll get it. No, I got it. Nó để nó lụm cho đó, bà nó để bà lụm cho. No screaming, now let the dogs out. Yeah. Screaming. No screaming, JD. Is there a baby upstairs?
don't eat duck. Is there any babies? Duck swimming. Oh. Duck is called duck. Are we going to color one more? Duck. He's sleeping. A duck. A duck. Mm. A dog is sleeping upstairs. Oh, there's a dog upstairs. The baby upstairs. Yeah, what's the dog? Oh, there's a baby upstairs. My daughter. No screaming. Daddy, come check on you. See what's the matter. So, but you want to color anymore? Sticker this. Sticker. You want a sticker? Stick this. One? Sticker. How many? One? This. Which one? You pick one. I'm pick. Which I'm one? I'm pick cry. Okay. Cry? You pick the crying one? Thank you. Mm-hmm. Good job, baby. Wow. Yeah, that's nice. I want happy. Oh, yeah. You want happy? Okay. Yeah, no, muốn cái cho mặt khóc vậy đó, nó muốn mặt cười đó. Ooh. Ooh. Nana. Yeah. I want what about this. This. Guy, okay. What? I want guy. Okay, this. Which one? Of this. This one? Nó đi ăn dữ vậy. Kids. Thank you. Thank you. Ooh, that's a hard one, JD. Ooh. And this? Which one? This. Which one? Okay. I know. I need to know. No. Kids. Nice. Okay. How many? Two. No, count. How many? Two, no. One, two. Okay, do it one at a time. Two, one. Say one. Two, one, two, three. Where's the four? Fuck. Say one. Okay. Janie, you gotta be patient. I'm on. Okay, only one more. Then we gotta stay here. Okay. Okay, the last one, okay? It's gonna be the last all one. Gone. Okay, where are you gonna put him? This. Okay, now count him. No count. Come on. No. Wait. 2 minutes. What? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. What are you gonna do? Where are you going, JD? She's gonna come over and get him. JD, no. That was the last one. Okay, come on. You wanna come on in? Nó xin thêm miếng nữa đó. I'm good.